Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được xác định là loại hình âm nhạc vừa bình dân vừa bác học, ra đời ở miền Nam vào cuối thế kỷ thứ 19, sáng tạo trên cơ sở nhạc lễ Nam Bộ, nhã nhạc cung đình Huế, nhạc nhân gian miền Trung và miền Nam. Tính nhân gian là ai cũng tham gia được, ở bất cứ thành phần nào, hoàn cảnh nào. Tính bác học là muốn ca hay, đờn giỏi thì phải có năng khiếu, phải có nghề. Đối với các tỉnh thành Nam Bộ, nghệ thuật đờn ca tài tử đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Đi đến bất cứ đâu, dù ở nơi đô thị hay vùng miệt vườn, vùng sông nước Nam Bộ, ta đều có thể được lắng nghe những câu ca ba nam sáu bắc, vọng cổ của nghệ thuật đờn ca tài tử. Đẹp lắm Mai ơi, miền đất phương Nam đã qua rồi gian khổ. Tài quốc tài cài khơi mạch sóng quê hương. Nghe khúc Nam Xuân lắng đồng trái tim mình. Ai sớt ai đông thêm ngọt ngào tình xương sờn. Dòng Mê Công từ phía thượng nguồn xuôi chảy về hạ lưu, cần mẫn chớ phù sa bồi lắng nên dáng hình phương Nam. Đất sinh sôi đất quá đồng bằng, cây lân biên nên rừng khơi mạch sống dân đầy, dừ chân người đến đây tắm giọt mồ hôi bông lúa chín vàng, tôm cá nặng khoang thuyền thương cây đước cây tràm bám rễ cùng quê hương. Áo vải quần thô tâm hồn bình dị, chân đất đầu trần một nắng hai sương. Tình phương Nam da diết trong tim, đây cội nguồn bến yêu. Gió đưa hương hồn ngát tránh đồng sen, đẹp khúc dân ca điệu ly lời ru nghe vấn dương hương vị khói làm chiều. Đất cho đời trái ngọt lúa thơm, biển bạc rừng vàng lắm cá tôm. Tấm lòng hào sảng bao dung, đất phương Nam thành một mái nhà chung. Nuôi cắn đôi xẻ bụi chia ngọt.